Hiện tại thời tiết ngoài trời đang tầm 35 đến 40 độ C. Vậy các bác đã có giải pháp gì cho mùa hè năm 2024 chưa? Thì trong clip ngắn ngày hôm nay, shop Thùy Linh em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho bác về cái giải pháp hữu ích nhất cho mùa hè năm 2024 các bác nhé. Vậy bác nào mà chưa có áo quạt điều hòa này giúp làm mát cơ thể của các bác thì các bác cố gắng theo dõi hết clip của em ngày hôm nay để có thể lựa chọn mình một trong những dòng áo quạt điều hòa đến từ thương hiệu Nhật Bản xịn sò nhất hiện nay nhé. Với đầy đủ các mẫu mã và hàng cực kỳ xịn sò nhé. Hàng bên em cam kết bảo hành cho bác 12 tháng lỗi 1 đổi 1 do nhà sản xuất. Và hàng trăm clip ngắn ngày này, hôm nay khi bác mua áo quạt điều hòa bên em, hãy mua một bộ bên em sẽ tặng cho bác một bộ nhé. Thì cụ thể như nào thì các bác cố gắng theo dõi hết clip của em ngày hôm nay để có thể lựa chọn mình một trong những dòng áo quạt điều hòa bên top. Và bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ trực tiếp về hai số điện thoại bên top nhé. Bên shop sẽ ship hàng CD trên toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng mẫu như em quảng cáo đây thì các bác vui lòng thanh toán tiền cho bên shipper. Đúng không? Thì mẫu đầu tiên em xin giới thiệu cho tất cả bác về bộ hàng Gia Bang với thương hiệu hàng Gia Bang hàng Nhật Bản các bác nhé. Quạt năm nay sẽ quạt 3 cánh không chủ than, hàng Gia Bang, hàng cao cấp nhất hiện nay các bác nhé. Quạt này sẽ quạt 3 cánh này, ở trong sẽ tụ đồng ở trong 100% cho bác này. Một bộ quạt Gia Bang đầy đủ các thông số và pin sạc đầy đủ cho bác. Đấy, pin của nó sẽ cải tiến là 40.000 ampe, công suất 15V nhé. Quạt này thì các bác sử dụng cho em tầm 12 đến 18 tiếng đồng hồ đó, và thông số của nó sẽ là rơi vào đấy, các bác sử dụng cho quạt 15V, 12V, 10V và 8V nhé. Một bộ quạt hàng Gia Bang giá tầm tiền đấy, bác nào cũng có thể sử dụng được đó. Quạt này chạy cực kỳ tít đó. Bộ quạt Gia Bang này hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá chỉ có 500.000 một bộ các bác nhé. 500.000 cho bộ quạt Gia Bang. Tiếp đến là bộ quạt hàng Taki. Với thương hiệu Taki là một cái thương hiệu thì chắc nhiều người biết đến đó. Nó xuất hiện trên thị trường vào 5 đến 7 năm nay rồi đó. Nhiều bác chưa dùng, chưa biết đến thương hiệu này thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái hàng Taki này đó. Taki là một cái dòng hàng Nhật Bản đó, hàng cao cấp của Nhật Bản. Hàng này thì quạt năm nay sẽ quạt 5 cánh không chổi than các bác nhé. Quạt sẽ là nâng cấp cho bác vào quạt DC 15V. Đấy, đầu ra cực kỳ khỏe và pin cực kỳ trâu bò. Với dòng quạt Taki đó, pin là 32.000 ampe các bác nhé. 32.000 ampe này đó. Hàng xịn sò hàng Taki sẽ khắc chìm trên quả pin. Và hàng này được năm nay sẽ được xuất khẩu ra các nước nhé. Đó, ra được nước ngoài nên phiên bản của nó sẽ là phiên bản tiếng Anh. Đấy, quạt này các bác sử dụng cho quạt 15V, 11V, 10V và 8V nhé. Một bộ quạt hàng Taki xịn sò như này. Đấy, giá năm ngoái các bác mua vào 700-800 nghìn. Năm nay khuyến mại cực kỳ khủng cho bác nhé. Giá cực kỳ sốc, cực kỳ yêu thương. Một bộ Taki như này giá chỉ có 600 nghìn thôi các bác nhé. 600 nghìn cho bộ quạt Taki. Đó. Và cũng như ở đầu video em giới thiệu, khi bác mua một bộ quạt áo điều hòa bên em sẽ được tặng kèm thêm một dây nguồn nhé. Bác mua bộ nào cũng được tặng kèm một dây nguồn, giá không đủ cho bác. Và hàng bên em cam kết bảo hành cho bác 12 tháng lỗi 1 đổi 1 do nhà sản xuất. Tiếp đến xin giới thiệu cho tất cả các bác về cái bộ hàng Sensi. Đó, bộ hàng Sensi đấy là quạt 9 cánh không chổi than nhé. Hàng này các bác có thể tháo rời rất chia dễ dàng, lau chùi cực kỳ đơn giản. Đó. Hàng này thì hàng không chổi than nên các bác yên tâm sử dụng với mọi thời tiết, mưa hè, trời mà có bị ẩm nồm thì các bác không lo bị hỏng quạt hay cháy quạt nhé. Đó. Hàng Sensi quạt sẽ là DC 17V, 9 cánh không chổi than và thông số đầy đủ cho bác. Từ dây hàng quạt Sensi nó cũng khác những cái dây kia nhé. Hàng này là các lụa đấy, dây cực kỳ mềm và dai nên dây có độ đàn hồi cực kỳ tốt các bác nhé. Độ đàn hồi cực kỳ tốt. Với hàng quạt Sensi này đó, đầy đủ các thông số này, Made in Japan nhé. Hàng này là
Max 2A đấy, nó sẽ gấp, dung lượng của nó sẽ gấp đôi những cái dòng quạt thông thường, và quạt chạy cực kỳ tít và cực kỳ mát. Pin con này là bộ 50.000 ampe, lên chạy cực kỳ khỏe các bác nhé, chạy cực kỳ khỏe. Đấy, với hàng Sensi này một bộ đầy đủ như này, giá chỉ có 700.000 nhé, 700.000 cho bộ hàng Sensi. Tiếp đến xin giới thiệu cho bác một cái hãng hàng Kenco đó, mà rất được nhiều người biết đến, đó là thương hiệu Kenco, được truyền hình VT1, VT2, VT3 đưa tin. Hàng Kenco này là dòng hàng Nhật Bản đó, nó có đầy đủ các mã vạch nhé, QR như ở trên quả pin hay ở trên bao bì, đầy đủ mã vạch thông tin trên chiếc quạt Kenco này. Với hàng Kenco này là Kenco Bromax X5 đó, pin ở dòng quạt này sẽ chạy cho quạt 22V nhé. Đấy, các bác chạy thoải mái cho em cả một ngày trời. Đấy, chạy tầm 18 đến 22 tiếng các bác nhé. Đấy, cực kì xịn sò và pin cực kì châu bò nhé. Đấy, quạt này chạy cực kì mát các bác, chạy cực kì mát luôn. Đó, dây của nó thì dây cáp lụa đấy, cực kì mềm dẻo và cực kì dai. Và sạc sẽ hỗ trợ sạc nhanh cho bác nhé. Bộ quạt này hàng Kenco với dòng thương hiệu Kenco, màu xanh lục cực kì đẹp. Đó, ngoài sẽ bao bởi lớp nhựa ABS. Đó, và phần pin thì sẽ có chế độ báo phần trăm pin và nắp quạt cho bác từng nắp quạt nhé. Đấy, các bác chỉ cần giữ nguồn trong vòng 3 giây quạt sẽ chạy đấy, các bác nghe tốc độ gió của hàng Kenco này quá là đỉnh luôn. Đấy, cực kỳ mát các bác nhé. Đấy, nắp 1 em đã thấy mát cực kỳ rồi. Đấy, các bác sử dụng nắp 2, nắp 3, nắp 4 là quá rất chìa rét các bác nhé, rất chìa rét luôn. Đó, quạt nó chạy tốc độ gấp 2 lần những cái dòng quạt thông thường. Đó, gấp 3 lần luôn nhé, cái dòng này gấp 3 lần những cái dòng thông thường. Đó, như một chiếc điều hòa di động luôn, cực kỳ mát với hàng Kenco nhé. Một bộ hàng Kenco này đó, hiện tại đầy đủ cho bác nhé. Đó, 2 chiếc quạt pin dây nguồn đó, và hãng mang thương hiệu hàng Kenco nhé, hàng Kenco đấy, cực kì lì và áo thì cực kì đẹp. Đó, bên em đầy đủ các size số cho bác, kèm cho bác 2 túi giặt khô. Một bộ hàng Kenco giá hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá là 1.350.000 các bác nhé, 1.350.000 cho hàng Kenco. Vậy bác nào đang quan tâm đến những cái dòng áo quạt điều hòa đấy, hàng xịn sò nhất đó, đến những hàng bình dân, các bác cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại ở bên shop nhé. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo ở bên shop ạ.